Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 2 2020, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có phóng sự xe hơi mới và phỏng vấn đặc biệt anh Thành Lê, giám đốc công ty Luraco. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự ô tô show 2020 với Võ Thành Nhân và Nguyễn Phú Quý. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị hình ảnh ngày 28 tháng Giêng, chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý đi thăm một cái nơi nó gọi là hàng năm những người Việt ở trong vùng cũng giống như người Mỹ rất là muốn đến thăm. Nếu mà chúng ta có một cái quyết định năm đó chúng ta sắm một chiếc xe mới, thì cái ô tô show hàng năm được diễn ra ở tại Convention Center tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào khoảng tháng Giêng cho tới đầu tháng 2, cuối tháng Giêng tới đầu tháng 2. Thì chúng tôi vào ngày 28 đây tháng Giêng chúng tôi đến thì cũng xin thưa rằng là ô tô show năm nay nó cũng có nhiều cái cũng lạ lắm. Mình phải nói rằng nó lạ và nó ngộ lắm. Tức là có một số xe ở bên Đức không được đem qua, chỉ có một số xe ở bên Nhật. Và thường thì chúng tôi thấy là xe bên Đức rất là nhiều, nhưng mà năm nay những chiếc xe mà để ở trong ô tô show năm nay đó là những chiếc xe classic hoặc là những chiếc xe mắc tiền để mà có vài cái hàng mẫu như vậy thôi, chứ không phải là cố tình để cho ra thấy được những cái chiếc xe mới. Thì chiếc xe mà chúng tôi thích nhất là tại chiếc xe này là chiếc xe của Toyota. Hai năm trước tôi và anh Nguyễn Phú Quý có dịp để mà đến cái ô tô show để mà thấy được cái prototype, có nghĩa là cái lúc đó nó còn là cái trong vấn đề nghiên cứu và sắp sửa chế để mà dàn dựng ra một chiếc xe chạy bằng hydrogen, có nghĩa là chạy bằng khinh khí. Thì năm nay chúng tôi và anh Quý dùng rất là nhiều thời gian để mà đến cái chiếc xe này và nghiên cứu nó. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng trong vấn đề mà bảo vệ môi sinh, trong vấn đề khí tượng toàn cầu mỗi ngày nó một nóng hơn, thì chúng ta làm thế nào để bảo vệ được cái môi trường của chúng ta. Thì trong tương lai là có lẽ là từ thời Tổng thống Barack Obama cho đến ngày hôm nay đó, thì rất là nhiều cái kỹ nghệ xe hơi người ta bắt đầu để ý tới là chúng ta không xài xăng dầu nhiều mà chúng ta xài bằng điện, hoặc là chúng ta xài bằng nước giống như là hydrogen lấy ra. Ngày xưa người ta nghĩ rằng là khinh khí có được ở trong nước và có thể trích ly từ trong nước, nhưng mà hiện nay thì chúng tôi biết rằng cái cách nghiên cứu của hydrogen nó cũng mới và cũng lạ lắm, chứ không giống như chúng tôi suy nghĩ từ buổi ban đầu khi mà chúng xe Toyota nó được chế gọi là chiếc Mirai. Chiếc Mirai có nghĩa là một cái loại xe mà hiện nay ở California thì có nhiều, nhưng mà ở tại cái miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì không có. Do đó nên anh Quý đã dùng thời gian để mà giải thích thêm để cho chúng ta hiểu thêm về cái chiếc xe này. Và sau đây thì chúng tôi xin được kính mời quý vị theo dõi. Xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Hôm nay chúng tôi đang ở cái auto show ở Washington DC. Thì hôm nay có chiếc xe mới của Toyota gọi là Mirai. Thì tiếng Nhật Mirai dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tương lai. Thì chiếc xe này chạy bằng khinh khí, không có chạy bằng xăng. Thì cái gọi là emission có nghĩa là ô nhiễm không khí của nó là zero. Thì khi mà nó chạy ra thì nó chỉ có nước thôi. Thì cái kỹ thuật nó là nó đã thịnh hành ở bên California, thì bây giờ nó đang chạy, nó bán ở bên California. Thì bây giờ thì chính phủ Mỹ đang cho phép những chiếc xe này đi qua bên miền Đông Bắc của nước Mỹ. Thì cái khó bây giờ là chưa có trạm để mà đổ xăng thêm, cái là đổ cái khinh khí đó. Thì cái khinh khí thì nghe nói là đổ chỉ có 5 phút thôi là đầy bình, thì một bình có thể đi từ 300 cho đến 400 dặm tùy theo cái thời tiết hoặc là cái cách mình sử dụng xe đó. Thành ra cái chiếc khinh khí này là cái kỹ thuật rất là tân tiến mà chưa có hãng xe nào có hết. Và khi mà chúng ta nói về tương lai của miền Đông với lại miền Tây Hoa Kỳ đó, sẽ có xe này, thì khi nào miền Đông mới có được cái xe này vậy thưa anh Quý? Thưa anh Nhân, thưa quý khán giả, thì miền Đông Bắc đó là cái thứ nhất, là trước khi có cái hãng xe này nó cho qua đây để nó bán thì nó phải có những cái trạm xăng đi dọc theo cái miền Đông của nước Mỹ. Thì nếu mà đi khoảng 300 đến 400 dặm mình để ngừng để mà đổ xăng thêm hoặc là đổ khinh khí thêm á, thì nó cần có những cái trạm xăng đó để cho tiện lợi cho những người trong những cái tiểu bang gần đây. Thưa quý khán giả, đây là cái bên trong của chiếc xe Mirai, thì tương đối nó cũng rất là dễ hiểu và dễ xài. Thì nó xài những cái bộ phận của Toyota hồi xưa, thì những cái độ mà mình xài chỗ nào quen thì nó không có thay đổi, rồi mình thêm một cái gọi là cái info system nữa, thì nó có backup camera, thì mình để vào số gia thì mình sẽ thấy cái màn hình phía sau đó, rồi nó có Bluetooth.
Và cái này thì nó tiện cho cái người lái, thì vì mình sờ nó cũng dễ. Thành ra không có phải mà lúc mà lái xe mà phải đi tìm cái nút để mình bấm để mình xài những cái bộ phận của nó. Và cái đặc biệt đó là khi mà xài máy lạnh hay là máy heat đó, mình chỉ cần chạy cái tay lên thôi, nó không có những cái nút mà nó có thể nó bị hư sau này đó. Thì nó gọi là xài touch screen. Thì những cái Toyota thì nó nổi tiếng là làm tiện và bền, và trong tương lai có thể mình đi được nhiều dặm hơn mà không có phải thay đổi xe mới. Cái này tiếng Mỹ nó gọi là cái PCU, là cái bộ phận nó điều khiển chiếc xe của cái chiếc Mirai này, là tại vì nó chạy bằng khinh khí, thành ra khi mà xe không có nhớt, không có xăng thì nó phải chạy bằng một cái nhiên liệu gọi là khinh khí. Thì khinh khí bây giờ thì bên miền Tây nước Mỹ thì nó có nhiều trạm để nó tiếp tế nhiên liệu, nhưng mà bây giờ bên miền Đông thì chưa có. Thì khi mà nó vào khinh khí đây rồi đó, thì cái lực của cái xe nó bắt đầu từ cái điện, cái máy điện, rồi nó mới đổi thành một cái lực, thì nó chạy theo mấy cái gọi là cái fuel cell stack á, rồi nó có cái bình điện để nó chứa điện. Khi mình đang chạy thì cái bình điện nó tạo ra điện để nó giữ lại cái điện để mà trong tương lai mình xài tiếp. Rồi cái bình xăng mà nó gọi là để chứa khinh khí thì nó nằm phía sau này. Thì cái bình xăng nó gọi là bình khinh khí đó, thì phải ghé mấy cái trạm để mà giống như mình chạy máy bằng gas đó, nhưng mà thay vì gas sẽ chạy bằng khinh khí là hydrogen. Thì bây giờ tôi được biết đó là ở bên California, nếu mà mua xe mà chạy bên đó đó thì có rất nhiều tiền thưởng của chính phủ Mỹ và của Toyota cho để làm giảm cái giá xuống. Thì bây giờ cái chiếc sau lưng tôi là cái chiếc Mirai thì khoảng chừng 58.000. Thì cái đó là cái giá chưa có được discount, thì nó có thể nó cho, bây giờ bên Cali thì nó có tiền của chính phủ Mỹ, chính phủ liên bang cho, có thể lên tới 7.500, rồi tiền của Toyota cho hiện tại bây giờ tiền thưởng là khoảng 8.000, rồi có thể được 3 năm cung cấp nhiên liệu miễn phí có thể lên tới $15,000. Thành ra nó rất có nhiều cái điều kiện để mà mua cái xe này. Chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự lễ tưởng niệm nhị vị Trưng Nữ Vương vào ngày Chủ nhật 23 tháng 2 năm 2020, lúc 11 giờ sáng tới 1 giờ trưa tại Luther Jackson Middle School, 3020 Gallo Road, Fauntleroy, Virginia 22042. Thay mặt ban tổ chức, hội trưởng Nguyễn Văn Đặng kính mời.